Một 26 thí sinh của chúng ta sẽ trải qua 5 câu hỏi với các đáp án A, B, C, D. Cách tính điểm như sau. Thí dụ có một câu hỏi mà sau đó kết quả 25 thí sinh đáp đúng, một thí sinh đáp sai. Như vậy, 25 thí sinh đáp đúng, mỗi người được 1 điểm. Trong trường hợp có 25 thí sinh đáp sai và một người đáp đúng, như vậy người duy nhất ấy sẽ được cộng thêm 25 điểm. Câu hỏi càng khó, ít người đáp đúng, điểm càng cao. Và cuối cùng, sau 5 câu hỏi, tổng kết số điểm, hai thí sinh nhiều điểm nhất sẽ là hai thí sinh chiến thắng bước vào vòng thi tiếp theo. Tất cả đã được sẵn sàng. Mời quý vị hãy dành những tràng pháo tay nồng nhiệt cổ vũ tinh thần cho 26 thí sinh. Câu hỏi thứ nhất, nếu có đủ nước uống, con người có thể nhịn đói khoảng bao lâu? A. 10 ngày. B. 30 ngày. C. 50 ngày. Và D. 70 ngày. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, trung bình một người có thể nhịn ăn đến 70 ngày nếu có đủ nước uống. Đó cũng là vì cơ thể là kho dự trữ thức ăn ở dạng đường và mỡ, có thể đem ra chiến đấu nếu bị đói kéo dài. Như vậy, D là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi, không có thí sinh nào đáp đúng. 26 thí sinh đều đáp sai, cho nên chưa ghi được điểm. Hãy dành một tràng pháo tay khuyến khích tinh thần của họ. Câu hỏi thứ hai như sau. Lễ hội ném cà chua là lễ hội đặc sắc của nước nào sau đây? A. Tây Ban Nha. B. Bồ Đào Nha. C. Đức. Và D. Italia. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, lễ hội ném cà chua nổi tiếng thế giới La Tomatina là một trong những lễ hội mùa hè nổi tiếng nhất của xứ sở bò tót. Lễ hội thường được tổ chức vào tháng 8 hàng năm. Như vậy, A, Tây Ban Nha là đáp án chính xác. Kết quả có 13 thí sinh đáp đúng và 13 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 13 điểm. Câu hỏi tiếp theo như sau. Hội An đã từng được biết đến là A. Thương cảng. B. Trung tâm giao lưu văn hóa. C. Đô thị cổ. Và D. Cả ba đều đúng. 5 giây bắt đầu. Phố cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh. Hội An là một thương cảng sầm uất nhất của Đàn Trong do chúa Nguyễn cai trị, là nơi buôn bán và giao lưu văn hóa với nước ngoài phồn thịnh nhất thời bấy giờ. Cho nên D, cả ba điều đúng là đáp án chính xác. Trong câu hỏi vừa rồi có 14 thí sinh đáp đúng, 12 thí sinh đáp sai. Như vậy, 14 người đáp đúng, mỗi người được cộng thêm 12 điểm. Câu hỏi thứ tư như sau. Thưa quý vị, ở Đức, để cầu mong sự đầy đủ, các cô dâu thường để gì vào túi áo cưới? A. Gạo. B. Muối. C. Lúa mì. Và D. Hạt tiêu. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, các cô dâu người Đức thường để vào túi áo cưới một ít muối như biểu tượng của sự đầy đủ. Như vậy, B là đáp án chính xác. Trong số 26 thí sinh, có duy nhất một người đáp đúng và 25 người đáp sai. Người duy nhất ấy được 25 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ xin công bố. Sau câu hỏi thứ tư, 4 thí sinh nhiều điểm nhất đứng nhất nhì ba tư. Đó là bạn Như Hạnh, 50 điểm, chúc mừng.
Vị trí nhì bảng thuộc về bạn Nguyên Thảo 25 điểm. Vị trí thứ ba thuộc về bạn Hoàng Nam 25 điểm. Và vị trí thứ tư đó là bạn Thanh Hằng 25 điểm. Chúc mừng. Và thứ tự trên sẽ có nhiều thay đổi. Chúng ta còn câu hỏi số 5 như sau. Đập thủy điện Itaipu có công suất lớn nhất thế giới nằm tại biên giới của A. Mỹ, Canada, B. Trung Quốc, Mông Cổ, C. Brazil, Paraguay và D. Ai Cập, Sudan. 5 giây bắt đầu. Thưa quý vị, đập thủy điện Itaipu là công trình hợp tác khổng lồ và xây dựng tại biên giới Brazil và Paraguay, gần với biên giới Argentina. Công suất của nó tương đương với 10 nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 78% lượng điện tiêu thụ của Paraguay và 26% của Brazil. Như vậy, C là đáp án chính xác. Kết quả đúng sai như sau, có 8 thí sinh đáp đúng và 18 thí sinh đáp sai. Mỗi người đáp đúng được cộng thêm 18 điểm. Thưa quý vị, và bây giờ giây phút hồi hộp gần kề, xin tổng kết số điểm và hai thí sinh cao điểm nhất sẽ bước vào vòng thi tiếp theo. Xin được chúc mừng bạn Như Hạnh 50 điểm. Và người chiến thắng thứ hai bước theo cùng với Nguyên Hạnh đó là Nguyên Thảo 43 điểm. Chúc mừng. Bạn Nguyên Thảo thân mến, thường Tết Tây Noel bạn thường làm gì? Thường vào ngày Tết Tây và ngày Noel thì em hay đi ra đường Nguyễn Huệ để mua những cái thiệp để giờ chúc bạn bè, chúc cha mẹ. Nói chung là Noel thì tụi em chỉ ở nhà bên gia đình thôi. Và nếu như trong mùa Noel Giáng sinh năm nay bạn có một số tiền kha khá? Nếu như mùa Noel năm nay em có một số tiền kha khá thì sẽ dẫn bố mẹ và người thân đi du lịch và những thành viên bước nhảy của tụi em nữa ạ. Wow. Cho đến giờ này bạn còn hồi hộp, còn run nữa không ạ? Dạ thú thật với anh Bạch, với quý vị khán giả và mấy chị người mẫu thì thực ra tay em lạnh ngắt hết trơn rồi. Nhưng bây giờ em sẽ bớt lạnh bởi vì sẽ có những người thân bên cạnh. Hãy giới thiệu những người cùng hỗ trợ cho vòng thi này của em. Dạ bạn Phương Phụng với bạn Nguyễn Mạnh Tuấn là bạn của em ạ. Vâng, xin mời hai bạn có đôi lời tự giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Phi Phụng. Em đến đây để giúp bạn, để hỗ trợ cho bạn trong nhóm của em. Em chúc bạn tiến đến thành công. Xin cảm ơn. Và xin mời bạn Tuấn. Tên là Nguyễn Mạnh Tuấn. Em là bạn của Thảo. Em tới đây cô để hỗ trợ cho Thảo. Chúc Thảo may mắn. Thế Tuấn với Thảo là bạn với nhau được bao lâu rồi? Chơi chung từ nhỏ, học chung. Bạn có thân không? Dạ thân. Thân mức độ nào? Dạ là bạn trai. Bạn trai mà nói cách khác theo từ văn học là cái gì nhỉ? Dạ người yêu. À hả? Có người yêu thì hỗ trợ thì còn cái gì bằng nữa nhỉ? Hãy dành một đàn pháo tay nồng nhiệt, hãy thật tự tin. Bạn Thảo thân mến, và bây giờ bạn có quyền chọn bất kỳ một cặp nào. Nếu như bạn không muốn lại, không muốn giữ lại chiếc cặp ban đầu của mình thì bạn sẽ chọn cặp số mấy? Không, em quyết định giữ lại cặp số 16 của mình. Vâng, xin được chúc mừng. Và xin mời bạn Hoài Phương mang cặp 16 vào vị trí. Cặp 16 này sẽ được giữ đến cuối cùng, giữ đến mức nào có thể. Ngân hàng sẽ liên tục chào mua những cặp của bạn. Và nếu như bạn mở nhiều cặp nhỏ, ngân hàng sẽ trả giá cao. Xin cảm ơn anh. Thưa quý vị, và như vậy bạn Nguyên Thảo sẽ có cơ hội khám phá những chiếc cặp mà giá trị của nó đang được hiển thị trên màn hình. 26 cặp ấy với 26 giá trị bên trong mà quý vị đang thấy ở bên cánh trái của màn hình là những giá trị nhỏ từ 1.000 đồng cho đến 500.000 đồng. Và bên phải là những giá trị lớn từ 1 triệu đồng cho đến 100 triệu đồng. Bạn hãy chọn mở làm thế nào rơi nhiều vào những chiếc cặp mà giá trị nhỏ càng tốt, bởi vì ngân hàng sẽ chào giá mua chiếc cặp 16 của bạn càng ngày càng cao. Và hãy giữ lại ba con số 25, 50 và 100 triệu nha. Còn bây giờ thì bạn hãy chọn 6 cặp đầu tiên, sau đó ngân hàng sẽ chào giá. Em chọn số 9. Bạn Cẩm Thu chuẩn bị cặp số 9. Sẵn sàng. Kết quả là
100 triệu đồng. Wow. Đáng ra cần phải giữ lại nhưng không sao, bạn vẫn còn 50 triệu và 25 triệu. Hãy cẩn thận, còn 5 cặp nữa. Em chọn cặp số 6. Cặp số 6, từ từ. 10.000 đồng thôi. Tiếp tục, bạn còn 4 cặp nữa. Em chọn số 25. 25, từ từ, mở. 1.500.000 đồng thôi. Không quan trọng lắm. Tiếp tục, bạn còn 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 4. Cặp số 4 là giá trị bao nhiêu? Chúng ta cùng bắt đầu theo dõi. 1.250.000 đồng. Không quan trọng lắm đúng không? Chúng ta cùng tiếp tục với 2 cặp nữa. Em chọn cặp số 3. Cặp số 3 sẵn sàng. 2.500 đồng. Còn một cặp. Em xin chọn cặp số 7. Và đây cũng là chiếc cặp cuối cùng của đợt này trước khi ngân hàng chào giá. Xin mời. 7.500 đồng. Ngân hàng chào giá. Trong đợt đầu tiên bạn đã mở ngay chiếc cặp đầu tiên là 100 triệu. Nhưng không sao, vẫn còn 25 và 50 triệu. Alo, xin chào ngân hàng, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Đợt đầu tiên ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp 16 của bạn là 410.000. Chấp nhận hay không chấp nhận? Chấp nhận. Không chấp nhận. Và bạn có cơ hội chọn thêm 5 cặp nữa. Em chọn cặp 23. Xin mời Tuyết Nga. Bạn chọn theo nguyên tắc nào nhỉ? Dạ, những ngày đó là giờ ngày sinh nhật của em đã gỡ đầu tiên là 100 triệu. Kế đến là ngày sinh nhật của bạn em, ngày sinh nhật ba em. Mà giờ số 23 là số em thích thôi. Qua hết mấy ngày sinh nhật quan trọng. Bây giờ cặp số 23 Tuyết Nga đã sẵn sàng. Chúng ta cùng xem số ngẫu nhiên này giá trị bao nhiêu. 10 triệu đồng. Một con số lững lơ. Tiếp tục, còn 4 cặp nữa. Em chọn cặp số 8. Cặp số 8. Mở. 4 triệu đồng thôi. Tiếp tục, bạn sẽ còn thêm 3 cặp nữa. Em chọn cặp số 1. Cặp số 1, từ từ. Mở. 500.000 đồng. Và bây giờ bạn sẽ còn 2 cặp nữa. Số 17 à. Cặp 17 sẵn sàng. Kết quả bên trong số tiền là 50.000 đồng. Tiếp tục, bạn còn một cặp nữa. Cặp số 26 à. Cặp 26 có kết quả là 250.000 đồng. Wow. Lần này bạn khá may mắn chọn được nhiều cặp nhỏ. Vâng, ngân hàng chào giá. Lúc này bạn thấy thế nào? Cảm thấy hết hồi hộp rồi. Hết hồi hộp rồi. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn. Vì giữ được những con số lớn, ngân hàng chào mua chiếc cặp số 16 của bạn. Bạn biết là bao nhiêu không ạ? Dạ, 1.200.000 đồng. Hình như bạn giỏi môn toán lắm thì phải. Ngân hàng gia đình chào mua chiếc cặp số 16, 1.200.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Dạ, thưa anh Thanh Bạch là không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn Nguyên Thảo sẽ có cơ hội mở thêm 4 cặp nữa. Em chọn cặp số 11. Cặp 11 sẵn sàng. 100.000 đồng. Wow. Còn 3 cặp nữa. Em xin chọn cặp số 22. Cặp 22. Mở. 50 triệu đồng. Wow. Rất là tiếc cho con số lớn nhất còn lại của bạn đã bị mở ra.
Cẩn thận, bạn còn hai cặp nữa. Số 2. Cặp số 2 từ từ mở. 5 triệu đồng thôi. Tiếp tục, còn một cặp nữa. Tuấn ơi, Tuấn chọn giùm Thảo cặp. Đúng rồi, trong những lúc mình cảm thấy bối rối, mình phải ngờ người thân yêu nhất trợ giúp mà thôi. Là cặp số 13. Em có đồng ý không? Em đồng ý. Tại sao Tuấn chọn cặp 13? Ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên thôi. 5.000 đồng. Vâng, và bây giờ với cặp ngẫu nhiên nó mang lại may mắn, hãy xem ngân hàng chào giá ra sao. Bạn đang giữ còn chặt chẽ 15, 20, 25 triệu, đó cũng là điều rất tốt. Alo, chúng tôi nghe. Vâng, xin cảm ơn ngân hàng. Ngân hàng chào mua chiếc cặp số 16. Giai đoạn này là bạn Tuấn nghĩ là bao nhiêu ạ? 3 triệu. Nếu như con số 50 triệu còn, 50 triệu đã không còn, ngân hàng gia định chào mua chiếc cặp số 16 giai đoạn này là 1.500.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận? Em không chấp nhận. Không chấp nhận. Bạn chỉ cần mở 3 cặp nữa thôi, ngân hàng chào giá. Em chọn cặp số 18. Có kết quả là 25 triệu đồng. Wow. Bây giờ hãy bình tĩnh và tiếp tục lựa chọn 2 cặp nữa. Phụng ơi, Phụng gỡ cặp đi Phụng. Phụng đúng rồi. Cặp số mấy vậy Phụng? Em chọn cặp 20. Em có đồng ý với cặp 20 dạ, của Phụng không? 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ muốn biết cặp số 16 là bao nhiêu thì chúng ta phải làm sao nha? Mở cặp 24, đúng rồi. Cặp 24 từ từ mở. 2 triệu đồng là cặp số 24. Như vậy xin mời Hoài Phương sẽ cho chúng ta xem ẩn số cuối cùng của cặp số 16. Thưa quý vị và các bạn, và giá trị trong cặp 16 cũng là số tiền mà thí sinh của chúng ta sẽ nhận. Ẩn số cuối cùng có giá trị là 75.000 đồng. Thưa quý vị, chúng tôi xin cảm ơn các thành viên của vũ đoàn Bất Nhảy đã tham gia chương trình Đi Tìm Ẩn Số. Thưa quý vị, chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Kiết Tường thực hiện, được sự tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Gia Định. Đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng Chủ nhật tuần sau. Thân ái chào, tạm biệt.